bạn bây giờ hội đội của ông Nguyên là ít vé quá, tức là anh em bây giờ đang rất là lo sợ. Xin chào anh, chúng ta đang có mặt tại sân vận động Việt Trì và không khí náo nhiệt trước trận bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam và Indo đang đến gần. Và anh đã chuẩn bị những lá cờ và rất nhiều những cái phụ kiện như là kèn để bán cho cổ động viên. Thì anh thấy các cổ động viên đã kéo đến đông chưa ạ? Và anh có mặt ở đây từ lúc mấy giờ? Em đến đây từ lúc 2 giờ, từ đi 80 cây số đến đây. Và em rất hy vọng hôm nay là tinh thần mọi người ủng hộ đội tuyển Việt Nam nay sẽ chiến thắng. Và mình đi 80 cây là từ đâu ạ? Em từ bên Thanh Trì, Hà Nội. Từ Thanh Trì, Hà Nội đến đây. Và anh cảm thấy ra sao khi mà lần đầu tiên SEA Games được tổ chức tại Việt Trì? Và anh thấy người dân ở trên Việt Trì yêu bóng đá ra sao? Không chỉ riêng người dân ở Việt Trì và tất cả người dân Việt Nam trên mọi miền của Tổ quốc Việt Nam đều rất là yêu bóng đá, yêu đội tuyển Việt Nam. Và xin cảm ơn và chúc anh đắt hàng cũng như là tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam. Và chúng ta cùng trở lại những không khí. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là gần 16 giờ, chúng tôi đang có mặt tại sân vận động Việt Trì. Và đến tận 19 giờ thì đội tuyển Việt Nam mới chính thức bắt đầu đá với Indonesia. Nhưng hiện nay thì đã rất đông khán giả đã có mặt tại sân. Và công tác tổ chức, an ninh cũng như tất cả công tác tổ chức của ban tổ chức đã rất sẵn sàng cho trận đấu này. Và chúng ta hãy đến với khán giả có mặt tại sân để họ đã chờ đợi ra sao và chờ đợi những không khí tuyệt vời tại sân vận động Việt Trì trong ngày hôm nay. Việt Trì mình phong trào thể thao rất là mạnh, nhưng mà cũng rất là hiếm khi có những cái đội bóng như thế là các quốc gia về thi đấu ở đây. Thế cho nên là hôm nay là có 2 trận liền, thế mình phải đi sớm để chọn cái vị trí ngồi đẹp hơn, dễ xem hơn. Vâng, có thể có tham mê. Vâng, đối với người dân Việt Trì và đặc biệt là người dân Phú Thọ, có lẽ là đôi khi cả cuộc đời mới có thể chứng kiến một sự kiện trọng đại như này đối với đội tuyển Việt Nam, đúng không ạ? Và chúng cháu cũng thay mặt cho những người hâm mộ chúc cô chú có một buổi chiều thực sự là có nhiều niềm vui và có nhiều khoảnh khắc để mà nhớ mãi về cuộc đời sau này. Xin cảm ơn. Tôi là Nguyễn Đức Đức ở công ty muối Khánh Hòa. Đấy, hôm nay đi cả đoàn, đi một xe luôn, 29 chỗ. Vâng ạ. Thế như vậy là cả đoàn di chuyển từ Hải Phòng, như vậy là các chú phải đi sớm. Đoàn chúng ta xuất phát từ mấy giờ ạ? Lúc 12 giờ hơn. Vâng ạ. Thế thì chú chứng kiến ra sao, không khí ra sao của tại Việt Trì ạ? Nói chung là lên đây là sân vận động với lại cảnh con người, nói chung là đẹp, đúng không? Và thời tiết ngày hôm nay thực sự là chiều lắm rồi. Và chú có dự đoán ra sao về tỷ số giữa trận đấu Việt Nam và Indonesia? 3-0. Việt Nam thắng 2-0. Vâng, xin. Và chúc các chú sẽ có nhiều niềm vui trong này. Quay những khoảng thời